Ok, hello, xin chào tất cả mọi người. Mình lại là mình đây, và mình hôm nay là tiếp tục với series Nhật ký Dâu Tây phần 2. Thì cái này là cái phần mình rất là điên đầu. Nói chung là các bạn thì cứ nghĩ là trồng trong nhà thì sẽ ít, rất là ít sâu bệnh. Nhưng mà không, trồng trong nhà thì cái tỷ lệ sâu bệnh thì mình thấy nó cũng không khá hơn được bao nhiêu so với lại là mình trồng ở ngoài trời cả. Bởi vậy nên là mọi người cũng khá cũng nên quan tâm đến cái vấn đề này, bởi vì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều tới dâu tây. Bởi vì sao? Thì ở đây mình có chỗ này thì mình hôm bữa hôm trước đó có quay cho mọi người coi rồi đó, thì dâu tây hôm nay nó cũng được khoảng 10 ngày hơn rồi, thì nó cũng đang lên. Tỷ lệ thì nó cũng không chết, nói chung là nó bị mất. Hôm nay mình đi dặm hết được 1.500 cây này, thì mình dặm hết được 3 cây, mình mang ra 4 cây, thì ở cỡ kia còn 1 cây đó, ở kia kìa đó, mọi người thấy không, ở chỗ kia nó còn 1 cây thì nó chết. Nói chung là 1 cây là nó chết vì sâu. Sâu thì nó ăn không hết cái cây đấy, nhưng mà nó ăn luôn cả cái phần nõn của nó. Ngọn thì nó ăn thì không sao, nhưng mà nõn nó ăn thì cái cây đó gần như là đứng im tại chỗ luôn và không lớn được đó. Thì mình nhổ lên mình trồng lại đó. Còn mấy cây kia thì 1 cây thì do hôm trước trồng á, nó cái bịch cái không gỡ cái bịch ra, để luôn bịch nó xuống cái chồng, thế là cứ tưới miết mà nó không lên. Thế rồi sau mình nhổ lên thì nó còn nguyên cái bịch ở dưới đó, cái bịch này này mọi người, đây này, còn nguyên cái bịch này, để nguyên bịch này trồng thì nó cũng bị chết. Nói chung là không đáng nhắc tới, thì mình cũng kể sơ cho mọi người biết thôi. Hôm nay đi vô với vấn đề chính là cái dâu tây nó bị sâu cuốn lá và bị sâu ăn lá. Sâu cuốn lá với sâu ăn lá thì mọi người cũng hình dung nó là một loại sâu đi, mà nó gây hại cho cây dâu. Và thứ hai là hai con này thì nó có hai đặc điểm khác nhau, một con thì to, một con thì bé nha mọi người, một con thì xanh, một con thì nâu nha. Và con nâu thì là đây, mình sẽ cho mọi người xem cái con nâu. Đây là cái con sâu màu nâu nha mọi người. Cái con này nó khá là bụ bẫm và nó mập mạp. Con này thì ăn rất là nhiều. Và khi mà mọi người ra cây dâu của mọi người phát hiện như thế này thì chắc chắn là ở cái chậu đó là nó có con sâu này nha. Đây nè, mọi người thấy không, những cái lá này nha, nó ăn như thế này đó. Nó ăn gần như là các cái lá mà nó không già không non mà nó ăn như thế này thì là cái con sâu này ăn đó. Đây nè, đó, thấy không. Còn những cái cây nó bình thường hơn thì là nó không ăn như vậy. Cây này thì nó có dấu hiệu nè. Đó, có dấu hiệu bị ăn nè. Thì hai cái cây này nó ở gần nhau á, mà cái con sâu này nó lại nằm ở cây này, thì mình đoán thì trong hai chỗ này thì cũng đã bị con sâu này nó xử lý rồi, nó ăn rồi. Con này là thuộc dạng là cái size trung bình nha mọi người, cái size nhỏ đó chứ không phải là lớn đâu. Con lớn của nó có thể to gần bằng ngón tay út này của mình cơ. Nhưng mà đối với những con đấy thì nó cũng phải ăn được rất là nhiều rồi. Mà con sâu này á, nó có một cái đặc điểm là chỉ có đêm nó mới ra nó ăn thôi. Đó, chỉ có đêm mọi người ra mọi người mới thấy nó ăn thôi, chứ ban ngày là nó không có ở trên cây đâu. Đó, con sâu này nó khá là to nặng, nó vấn đề di chuyển với bò với lại nằm ở trên các cái lá này, là nó với lại ban ngày nó nắng á, thì là nó không có, nó nóng nó không có bò lên đây đâu. Và đêm nó mát nó lên nó ăn lá, chỉ có cần hôm qua thấy bình thường, hôm nay ra thấy bất bả lá rồi, mình cứ nghĩ là bọ cánh cứng hay là cái gì đó, nhưng không phải, là chính là con này. Đó, hôm nay mình sẽ xử lý con này ở đây luôn, gọi như là triệt tiêu này ở đây luôn. Nói chung trong vườn này thì đây này, nó cái ấy nó màu xanh này mọi người. Đó, màu xanh này thì nó ăn lá là nó vô nó màu xanh đó, nó ăn lá vô là trong cái này mình giết nó đi là nó màu xanh luôn đó, thấy không. Thì cái này là một cái dòng sâu mà nó ăn chủ yếu là lá, mà nó ăn rất nhanh nha. Thì rồi cái này thì nó không sống ở trên cây ban ngày, mà nó ở dưới mặt đất này nè, nó ở dưới đây này, và nó rút ở trong cái đất này nè. Xong bắt đầu là khi nào mà nó đói là nó ngoi lên nó đớp. À, nó ăn xong rồi nó lại chui xuống nha mọi người. Cho nên mọi người tìm nó là mọi người phải tìm ở xung quanh, xung quanh cái này, chứ đừng có tìm trên cây. Tìm trên cây không bao giờ thấy nó đâu nha. Rồi một cái loại. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm cái loại thứ hai, mà cái loại này nó cũng rất là căng. Đây để mình đi tìm cây khác chứ. Ok,
Mình đã tìm thấy một chỗ, nói chung là từ hôm qua đến giờ là mình đi soi. Ban đêm thì mình đi soi thì mình thấy bị sâu rất là nhiều. Mặc dù mọi người thấy là nó cũng đang rất là bình thường. Chỗ này là hướng ngược nắng nên nhìn nó hơi tối nha mọi người. Đây là hướng thuận nắng này thì nhìn nó mới sáng được. Đó, dâu này thì cũng xuống được hơn 10 ngày rồi. Cái này thì mọi người phải đi soi thì mới thấy được, chứ không bao giờ mà mọi người nhìn bằng mắt thường, mà nhìn ở khoảng cách nào nửa mét hoặc 1 mét là mọi người có thể thấy được đâu. Bởi vậy nên rất nhiều người mình thấy gặp tình trạng là bị sâu nó ăn hư hết cái bộ lá bộ ngọn rồi thì bắt đầu mới phát hiện là sâu ăn. Bởi vậy nên là mọi người đã trồng dâu thì mọi người cũng nên tỉ mỉ chăm sóc nó, tỉ mỉ quan tâm nó như là con thơ con mọn vậy đó. Nó có biểu hiện này một tí thôi là mình cũng phải xem nha mọi người. Đây thì nhìn ở trên là nó như thế này. Cái lá này nó cũng không có gì là ghê gớm cả, nhưng mà mọi người biết không, sâu này nó gọi là sâu cuốn lá, cho nên á cái chơi sâu kia thì mình gọi là sâu ăn lá đi, cái sâu này nó gọi là sâu cuốn lá thì nó cuốn ở trong cái lá á, giữa hai cái mép lá với nhau thì nó ở nằm ở trong nó sống. Thứ nhất là nó che, nó được che bởi cái lá, nó được che bởi cái ánh nắng mặt trời, cho nên là cái sâu nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái thời tiết nhiều, nó vẫn sống được và nó tiến hành nó ăn. Nhưng mà cái con sâu này thì nó rất là bé cho nên nó ăn rất là ít ít ít, nhưng mà 1 ngày 2 ngày 3 ngày nó ăn, càng ngày nó càng lớn lên thì cái tốc độ ăn nó càng nhiều, và cái khả năng ăn của nó, cái nhu cầu ăn của nó lại càng cao. Cho nên là mình mà chỉ cần sơ sảnh khoảng cỡ 4 đến 5 ngày thôi thì cái cây dâu của mình nhìn nó rất là thảm hại. Mặc dù là nó không chết nhưng mà nó làm hư cái bộ lá, mà cái bộ lá thì y như là tay chân của con người vậy đó mọi người. Nó phải có tay có chân thì nó mới làm việc được, đúng không? Nó có cái dàn lá nó đẹp, nó quang hợp được thì cái cây nó mới sinh trưởng và phát triển tốt được, đúng không? Thì đây, ở trên mặt lá này là mình đã bắt ra một con rồi này. Đấy. Đó, đây là một cái con, nó là sâu cuốn lá đấy. Đấy, thì mình giết nó đi nhá. Rồi, còn ở trong cái kẽ lá, cái này nó phải soi ở trong kẽ lá mới thấy nha mọi người. Đó, mình hơi mở ra này. Đó, mọi người thấy không? Mình hơi mở ra hai giữa hai cái mép lá với nhau là mình thấy một con nữa này. Đây. Đó, cái con này này, đó 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 đó. Thấy không? Nó ăn rất, đây này, nó nằm ở trên này này, nhìn nó rất là bé luôn. Đó. Bây giờ ban ngày thì nó ăn no rồi thì nó lại ngủ mọi người. Nó chả động đậy cái gì hết á, nó cứ nằm im vậy, nó nằm trong hai cái kẽ lá này với nhau này. Khi mà mình vạch ra mình thấy những cái chấm đen 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 đen, rồi bắt đầu cái lá mình nó có cái sự rỗ 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 là nó y như rằng nó đã bị ăn rồi, mọi người phải bằng mọi cách nha, tiêu diệt nó. Nói chung là mình phun thuốc nhưng chưa chắc nó đã chết đâu nha. Tại vì nhiều khi thuốc nó không có thấm tới, hoặc là nó không có ngấm tới, hoặc là nó không có tiếp xúc được thì nó sẽ không chết. Cái cách ngon nhất là mình đi săn nó và mình giết nó, thì là cái cách đó là cái cách gọi như là ok nhất, nhưng mà nó cũng không được 100% đâu. Đó, mình giết nó thôi nhưng mà mình vẫn phải ngừa ngừa bằng thuốc lại nha mọi người, chứ không là bởi vì làm sao, bởi vì là sâu này mình trồng là 1.500 cây, là không có cái cây nào mà mình có thấy nó có con sâu nào hết á. Mà tại sao trồng nó đây, bây giờ là hết vài trăm cây là nó bị sâu rồi, thì sâu ở đâu mà lắm thế, đúng không? Cây thứ hai này mọi người, đó, nhìn cũng rất là bình thường, nhưng mà mình chỉ cần nhìn xuyên qua chỗ này một phát thôi là mình đã thấy trong này nó có một cái sự đen đen rồi đó, thấy không? Đó, con sâu, tôi thấy không mọi người? Nó mình không để ý một phát là thôi nguyên cái bộ lá của nó là đi tong. Những cái con sâu nào đấy không, nó ăn mà đến nỗi cái lá nó như thế này mà tội nghiệp, tội nghiệp cây dâu. Nói chung tội nghiệp con sâu thì không nói đến, nhưng mà tội nghiệp cái cây dâu của mình, nó phải gánh chịu cái hậu quả do mình không quan tâm tới. Đấy là một con nữa lại ra đi, thì cứ mỗi cây một con mà nó ăn một con như vậy, bắt đầu đẻ ra nó đẻ thành một nùi luôn thì nó ăn rất là nhiều đó, và rất là nhanh. Quay trở lại cái chỗ lúc nãy mình đang nói dở, có nghĩa là tại sao mà sâu nó lại nhiều như vậy đó, tại sao mà sâu nó lại nhiều như vậy, đúng không? Thì trong cái nhà này của mình á, thì thực sự là nó không có kín. Đó, cho nên là cái khu vực ở ngoài á, đi vô trong này á, nó rất là, nó cũng có cái chỗ
nó đi được, nó thoáng được, nó thông được á. Đó, ở bên mấy cái mép kia kìa, nó vẫn thông, nó vẫn thoáng được, thì là nó đi theo con đường đó. Thứ hai á, là con sâu nó không thể nào nó chạy từ ngoài đó, nó chạy vô đây được, nó chạy xa như vậy được. Mà con sâu á, là nó chạy được là nhờ cái con bướm mọi người. Cái con bướm á, là nó bay vô trong này nè, xong bắt đầu là nó đậu ở chỗ này chỗ kia, rồi bắt đầu là nó đẻ trứng. Đó. Thì con bướm á, là nó tiến hóa ra từ con sâu á. Nó tiến hóa ra từ con sâu á. Nhiều con sâu là nó đây này, lại có một con nữa nè. Nãy giờ ba gốc là ba em. Sâu xanh á. Đấy. Là bắt đầu nó đang ăn mấy mấy con này, là nó cái đặc điểm của nó là nó không bao giờ nó ăn cái lá già đâu. Nó chỉ ăn lá non thôi, tại vì cái lá non là nó tơ, nó ngon. Thì mình ăn cây rau muống, rau lang, rau đồ á, thì mình cũng ăn ngọn, chứ mình đâu có ăn mấy cái cọng già đâu, khó ăn đâu, đúng không mọi người? Thì cái con sâu này nó cũng vậy, nó ăn là nó đớp mấy cái nào non ngon thôi, rồi cái nào già rồi chừng nào hết, nào nó ăn hết cái non rồi thì bắt đầu là nó mới ăn sang cái già. Chứ còn ban đầu vô là nó cứ chơi những cái nào mà ngon nhất. Đó, nó ăn những cái nào là ngon nhất thôi. Đấy thì là những con bướm, con sâu, con nói chung côn trùng là nó mang theo cái ấu trùng. Đó, mang theo ấu trùng rồi nó đẻ trứng ở trên trên đây. Thì trong các cái kẽ lá này nó vô nó đẻ trứng này, nó vô nó đẻ trứng ở trong đây, thì bắt đầu nó sinh, nó nở ra. Nó nở ra xong bắt đầu nó phát triển thành con sâu. Thì bắt đầu sâu rồi nó sinh ra nó ăn. Thì bắt đầu là mình cũng không biết, mình trồng ồ kêu cái này đâu có sâu chết gì đâu mà phun thuốc hay là đi coi đi giết thì rồi gì. Nhưng mà thực ra là không phải, bởi vì là nó đã có ấu trùng trứng ở trong đấy rồi. Đấy, cho nên là mọi người cũng phải nên rất là lưu ý và rất là quan tâm đến cái vấn đề là sâu trên trên cây dâu nha mọi người. Sâu trên cây dâu rất là nguy hiểm luôn. Đấy. Nếu mà mọi người trồng số lượng lớn mà nó ăn như vậy là nó sẽ chậm rất là nhiều. Nó sẽ chậm lớn rất là nhiều. Mà nếu mà không kịp nữa nha. Nếu mà không kịp xử lý nha, là thôi coi như là cái cây nó 100% thì lúc đấy bị sâu ăn xong rồi thì nó chỉ còn được khoảng 30-40% thôi. Cái mức độ lớn của nó là rất là chậm luôn, và nói chung là nó ảnh hưởng tới năng suất rất là nhiều. Thế nên là mình khuyến khích mọi người nên theo dõi các cái búp dâu, các cái ngọn dâu cũng như là các cái cây dâu. Đặc biệt ban ngày thì đã đành rồi, nhưng mà lâu lâu ban đêm mình nên quan tâm tới nó một chút, vạch lá ra cho người xem lưng á, vạch để mình vạch cái lá này ra cho mình xem, cái cây dâu nó cho mình vạch cái lá ra để cho mình xem trong đó có cái gì không, rồi mình xử lý cho nó thì nó mới lớn mà nó phát triển được nha mọi người. Thôi video này nói hai cái vấn đề này vậy thôi, chứ còn mọi người kêu nói vậy thôi chứ bằng xử lý bằng cách nào thì xử lý, thì tất nhiên là ưu tiên đầu tiên á thì vẫn là cái vấn đề mình tìm và mình diệt nó thôi. Đó là cái vấn đề mà là cái mà nó mình thấy là khả thi nhất, và đối với tất cả mọi người thì mọi người trồng cái số lượng cũng không có nhiều, bởi vậy nên là thôi tìm tiêu diệt nó là cái cách tốt nhất. Mình có chục cây thì mình đi mình xăm, mình soi hết 10 cây thì nó cũng nhanh thôi, nó cũng không có lâu lắm đúng không. Mình soi đi rồi mình lại soi lại, soi đến chừng nào không còn sâu thôi ấy. Còn khi nào mà mọi người trồng số lượng nhiều hơn mà mọi người cảm thấy là cái mật độ nó quá nhiều, mình không thể tiêu diệt hết được, thì mọi người hãy nên quan tâm đến các dòng thuốc. Mọi người ra kêu bán cho cái thuốc hoạt chất emametin, bayonat, rồi emametin này, rồi acetamirid, acetamirid nha, rồi buprofezin. Buprofezin thì đó là những hoạt chất diệt rầy, diệt sâu. Nói chung là mình thấy là hiệu quả. Phun thì nó cái khả năng chết của nó nhiều cao. Nói chung là nó khó bị lại. Buprofezin thì là nó diệt trứng, chống côn trùng lột xác. Còn hai hoạt chất kia thì nó tiêu diệt qua cơ chế của nó. Nói chung mình cũng không muốn nói sâu cái vấn đề này. Cứ ra đấy kêu anh bán cho em cái thuốc trị sâu tơ, sâu xanh. Sâu ăn lá. Mà nó hoạt chất này này, hoạt chất emametin bayonat hay là acetamirid hay là buprofezin đó, mọi người nên mua hai loại.
một loại là acetamidis hoặc buprenorphine hoặc là emamectin bayonet đó. Mọi người mua hai loại trong ba loại đó nha, mua hai loại trong ba loại, mình về mình phun, lần này mình phun cái này, lần sau mình phun cái khác. À, phun thì chú ý thời gian ra hoa đậu quả của cây để tránh ảnh hưởng tới chất lượng quả nha. Đó, mình chỉ nhắc nhở mọi người như vậy. Rồi tiếp tục là sẽ là cái series nhật ký dâu tây và trồng dâu từ những ngày đầu tiên xuống giống cho tới ngày được trái thu hoạch. Ok chưa mọi người? Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại. Và nếu mà mọi người thấy hay, bổ ích thì mọi người cũng đừng tiếc cho mình một like, một like thôi, chứ mình cũng không cần mọi người phải chia sẻ. Tại vì là cái chủ đề về dâu tây này cũng không được nhiều người quan tâm. Nhưng mà nếu những ai đam mê dâu tây thật sự thì người ta dành rất là nhiều thời gian và trồng, nghiên cứu nó. Đặc biệt là những bạn mà không phải là những bạn mình gọi là cô là chú á, là khoảng 40, 50, 60 tuổi rồi, có tuổi rồi, bây giờ ở nhà chơi không, rồi dịch giết, rồi không có làm việc gì làm, thì mình trồng một ít để tết nhất các thứ, là con cháu về chơi là nó ngắm, rồi nó có quả nó ăn. Nói chung là không nhiều, nhưng mà đó cũng là một trong những cái niềm vui của tuổi già, thì mình cũng hiểu cái vấn đề đấy. Rất là mong mọi người có thể để lại cho mình một like. Nói chung là như vậy thôi. Mình mất công lên đây làm video đăng lên cho mọi người xem, thì mọi người cũng không có việc gì mà tiếc một cho mình một like. Vì một cái like đấy thì đối với mọi người thì nó cũng chẳng có cái mất mát gì, nhưng mà đối với mình thì nó là một cái động lực, và cũng là một trong những cái mà giúp cái video của mình được mọi nhiều người biết đến hơn. Có nghĩa là video mà không có ai like thì nó sẽ không lên được cái xu hướng, cái xu hướng cũng như là cái mà người ta, ví dụ người ta cũng gõ vào một cái cụm từ dâu tây đi, nhưng những cái video nhiều like hơn thì người ta sẽ dễ dàng đập vào mắt họ hơn. Mọi người hiểu y như Facebook vậy đó. Thì những cái video nào ít like hoặc không có like thì nó sẽ nằm ở dưới và được người ta không có biết hơn, đến nhiều hơn. Đấy thì mình xin mọi người là một like, chứ không cần phải mọi người phải chia sẻ cho mình như thế nào cả nha. Tạm biệt tất cả mọi người và hẹn mọi người ở các video về dâu tây tiếp theo. Mình bây giờ mình đi ăn sáng đây.